Xin chào anh em. Từ hàng về một con lọc chất âm hàng VIP của lòng lọc cần gạt anh em nhé. Đó là dòng lọc LG 910. Chất âm bao VIP bao phê cho anh em. Riêng dòng lọc này, lọc này có 7 cần gạt cho một vế loa và đèn sáng ở đầu cần. Với những mẫu lọc mà có đèn ở đầu cần thì khi có lọc thì đèn nó sẽ sáng, đấy là dấu hiệu nhận biết. Còn đây là đường vào tép. Lọc có hai đường vào tín hiệu live và tép. Bề ngang của lọc này thì nó tầm 42 cm anh em ạ, 42. Bao phê bao hay cho anh em. Bãi zin tuyệt đối luôn. Góc cạnh đẹp mượt mà. Và đây là nước sơn sần của hãng nha anh em nhá. Sơn sần của hãng. Cửa hàng mới lau chùi xong và nó sẽ có những cái vết bong bóng vân tay mặt sau. Riêng lọc nhạc thì con này là một trong những con lọc rất hay của dòng LG. 100V, 220W, 220V có nghĩa là hai cầu điện. Anh em gạt đây. Đó. Như với những lọc 220 thì anh em nên để ở điện 220, tránh gạt nhầm và cắm nhầm. Đường vào tín hiệu, đường xuất âm thanh ra chỉ có một đường. Và một đường vào còn lại là tép. Rack này là dùng cho chức năng ghi âm, mình không bao giờ dùng đến anh em nhé. Bãi zin xịn sò luôn. Và quan trọng là cái chất âm nó đỉnh luôn trong phân khúc lọc cần gạt. Tôi mời quý vị và các bác cùng test nó. Cái loại này gạt đến đâu anh em cảm nhận được đến đấy ngay. Anh xin em một lần cuối, đừng trách anh, đừng giận anh nhé. Em, anh van em nói đi, em nói đi, em nói sẽ không bao giờ buồn. Trái tim của bộ dàn âm thanh anh em ạ. Lọc Nhật thì nó đắt hơn lọc Hàn rất nhiều. Về chất âm thì nó cũng 19-10. Lọc Hàn thì thương hiệu nó không bằng lọc Nhật. Nhưng đổi lại anh em vừa được chất âm hay và vừa được giá mềm đó. Và hàng đẹp, zin tuyệt đối cho anh em. Bao phê bao hay luôn cho anh em. Lọc LG. Em nói đi, dù chỉ một lời làm tan nát lòng.